Bây giờ chúng ta chạy bằng năm này thì là năm số 5, chúng ta nhặt bằng 8 là 8 số 8 ha, 2 4 6 8. Ví dụ chúng ta chạy nhập phần trăm thì sao, và vào mình 50 thì sao? Rồi, xin chào quý thầy cô cũng như xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau làm một cái bài toán trong cái đợt thi tin học trẻ năm 2024 của Hội Quan Đà Nẵng ha. Thì hôm nay chúng ta làm một cái bài chúng ta làm cái bài ghép số nè. Thì yêu cầu của bài toán người ta cho như sau, đó là người ta cho một số tự nhiên n, và n này thì lớn hơn 1 và nhỏ hơn 9. Thì yêu cầu hãy ghép n lần trừ số n và in ra màn hình ha. Thì ví dụ người ta nhập vào số 5 thì là ghép 5 lần trừ số 5 này ha. Người ta nhập vào n bằng 2 thì là ghép 2 lần. Rồi, để làm bài này thì chúng ta sẽ làm như sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một cái biến là biến n. N này là để chúng ta nhập vào ha. Chúng ta ví dụ như là n chúng ta nhập vào bằng 2 thì nó phải ghép là 2 lần số 2. Và chúng ta sẽ khai báo một cái biến để cho nó hiển thị lên là cái biến số h. Cái biến này là để lưu trữ nó hiện số 2 này lên trên cái biến số h này. Chúng ta sẽ cho biến số h này là không ha. Rồi chúng ta chọn một cái sự kiện. Bây giờ chúng ta chạy ha. Thì ý tưởng là bây giờ chúng ta nhập hiệu số 2 thì nó sẽ lặp lại là 2 lần. Như vậy là chúng ta lấy cái biến n này, chúng ta đợi này. Và chúng ta sẽ thay đổi cái biến sơ h này. Cái biến sơ h của mình nó lỏng này. Thì mình sẽ cho nó hiện lên này. Thì cái sơ h ban đầu nó rỗng, nó không có gì này. Thì mình lấy sơ h đây. Rồi sau đó thì mình lặp lại cái chữ n, nghĩa là mình ghép cái chữ n vô đây. Rồi mình thấy là nó sẽ hai này ha. Thì ví dụ mình nhập 5 này, 5 thì mình chạy thử này thì nó có 5 lần số 5 này. Nhưng mà gì nó chưa hiện lên đây này, thì bây giờ sao mình sẽ lấy cho nó hiện lên này ha. Mình cho nó số dây ra lớn hơn tí xíu để cho nó hiện chậm ra ha. Thì chúng ta lấy cái biến sơ h, chúng ta đợi đây. Năm này số 5 này ha. Trong cái bài toán của chúng ta nó có cái điều kiện này, và cái câu trả lời về ghép 2 lần chữ số ha, thông báo ra cái số lần ghép luôn ha. Thì quan trọng trong cái điều kiện này này, nếu mà chúng ta nhập n nó lớn ấy, thì nó vượt qua cái số này ấy, thì nó sẽ thông báo ha. Như vậy là chúng ta sẽ khai báo một cái điều kiện cho nó, làm một cái điều kiện cho nó. Thì chúng ta sẽ là gì, dùng một cái câu lệnh nếu thì. Trong bài toán người ta nói gì, n của mình nó lớn hơn 1 và nhỏ hơn 9. Như vậy chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh qua ha. N mình là nhỏ hơn 9 này, nhỏ hơn 9 n ha. Và n của mình là lớn hơn 1. Từ đây là gì, 1. Chúng ta gắn cái n vào. Nếu mà nó đúng điều kiện này thì nó thực thi cái câu lệnh này. Và ngược lại, nếu mà nó nằm ngoài tầm cái tầm này, nó ngoài từ gì, ví dụ như chúng ta nhập 11 là nó đã lớn hơn 9 này, thì chúng ta đang ba không có thời hiện ha. Như vậy lúc này chúng ta sẽ yêu cầu nó là gì, hãy thông báo cho chúng ta biết là gì, hãy vui lòng nhập lại,
số nào, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ chúng sẽ để thử này ha, vui lòng nhập lại số n. Rồi chỗ này á thì mình sẽ dùng câu hỏi hãy lập số n trong khoảng, hãy lập số n đi, kể đi. Rồi chúng ta bỏ đây, bây giờ chúng ta chạy này. Ví dụ chúng ta nhập 1 thì vui lòng nhập lại ha, tại vì n chúng ta đặt ở điều kiện ở đây là n nó phải lớn hơn 1 và nhỏ hơn 9. Ví dụ chúng ta chạy bằng 5 này thì là 5 số 5 ha. Chúng ta nhập bằng 8 này. Là 8 số 8 ha, 2, 4, 6, 8. Ví dụ chúng ta chạy nhập phần trăm thì sao, và vào bằng 50 thì sao, thì vui lòng nhập lại. Bài toán này rất là hay và phù hợp với cái lứa tuổi của học sinh tiểu học, rất là nhẹ nhàng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.